Anh Thomas có hỏi trên cái câu là cái trường hợp mà LLC, mình muốn dùng cái tên LLC để mà đi mua nhà cho thuê, nhưng mà cái tình huống là cái LLC đó mình không có khai thuế cao và không qualify, cái income, thu nhập không có qualify để mà vay tiền để mà mua nhà cho thuê thì tính sao? Cũng không có sao hết trơn, vẫn dùng LLC đi mua nhà cho thuê được, đi vay tiền được nếu mình có tiền và dùng những cái chương trình không cần check income, không sao hết. Rồi mình có ít nhất 25% down xuống rồi, và mình chọn những cái khu mà có market rent, là cái tiền mà thu về mỗi tháng sau khi mà cho thuê đó, dùng cái con số đó, market rent đó, trong cái bảng appraisal report để mà làm cái loan cho mình, không cần phải income của LLC hay là income cá nhân của cái người chủ LLC đâu. Cái vấn đề là mình sẽ chấp nhận cái rate, cái lãi suất nó cao hơn xíu, cái closing cost nó cao hơn xíu, là mình vay anytime, anything, ok, mua bao nhiêu căn cũng được, miễn sao mọi người có tiền thôi. Thứ hai nữa là nếu mà mọi người có plan như vậy á, mọi người nên nộp hồ sơ vào để bên trên check cái điểm credit cho mọi người, và make sure trong cái credit report của mọi người thì có một số những cái món nợ tốt nha, để chứng minh được là mọi người có uy tín, để make sure là mọi người có được cái sự tín nhiệm về vấn đề tiền bạc, ok, trong khi mình không có phải check cái giấy thuế và thu nhập cá nhân của mình. Alright, nộp hồ sơ nha, có vấn đề gì thì cứ cho Trang biết. Alright, bye mọi người.